Gỗ này cũng để ngồi rồi bà. Ngồi cũng được nhưng mà không sao. Thế cái này bà để làm gì? Gối. Cối giá. Dạ. Cối giã. Cối giá. Cối giá là... Cái này mà bà tự đan hết à? Bà biết ăn cái này thôi, cái này không đan. À, thế là bà không không đan được cái này, Không. bà chỉ đan được cái này thôi. Ừ. Chứ cái này lại đan bằng cái dây cứng. Dây cứng, dây nhựa họ buộc cái gì ấy. À, chứ không phải là đan bằng tre. Nếu mà đan bằng tre thì thò tay vào là nó bị đau đúng không bà? Đau xong rồi nó ấy, nó hỏng nhanh quá, nó Ừ, bằng tre đúng rồi, bằng tre nó hỏng nhanh. hỏng nhanh lắm. Cái này thì hết ba cái bốn cái này cũng không rách đấy, cái này À, đấy. thế là cái này là sẽ được lâu hơn đúng Ừ, cái này được lâu hơn, cái này không? thì Còn cái này hỏng rồi, nhưng mà cái này phải được ừ, ba cái này cái hỏng thì ba cái này hỏng thì mới mới hết cái này được. này. Thế là buộc cái này vào trong cái này luôn, Ừ. nó phải rơi. Đúng rồi. Ông khéo tay phết nhỉ. Đoạn này đẹp phết đấy. Nhưng mà cái này thì thường bà đựng cái gì? Đi bát qua. Bát cua. Ừ, Bát bát cua ở cánh đồng khoai, ngoài này em bát à? qua, bát hến, bát ốc, bát À. các thứ này. À. Con ếch, con nhãi gì đấy. Là bỏ vào đây là nó không ra được đấy. Ừ. Thế nhưng mà cái này thì cái này là phải đeo vào hông ấy chứ bà nhỉ? Đeo vào đâu? Đúng rồi, đeo vào đây này này. Đeo vào lưng à? Núp. À đây đây có cái dây đây đúng Ừ, không? có cái dây này này. À đây cứ Đây buộc này. buộc vào Ừ, cái à. này đêm cũng đi, ngày cũng đi. Đêm ấy, các Đêm đó ngày đều đi bắt hết. đi bắt đi tìm Đấy, ngay cứ xuống. chụp cái này vào Ừ. xong là bỏ vào trong này. Cháu đi đây, đi À. bắt đêm ấy. Bà hay hay đi bắt lắm à? Không, bà không đi đâu, bà thì đi vậy. Thỉnh thoảng mới đi thôi. Đi sáng thôi, à, đêm thì con đi, À. cháu đi thôi. Ơ sao cháu không thấy con bà nhỉ? Con bà ở đâu nhỉ? Ở nhà chứ. À. Thế ông bà ở đây để trông cái trường này. Ừ, thế thôi. Thế đây Ông bà bà nấu cái gì đấy? Xôi à? nấu xôi. À, nãy bà vo gạo để nấu xôi hả? Ừ. Cháu này tưởng là vo gạo nấu cơm. À, bà vẫn còn cái cân ngày xưa trông ác nhỉ? Chắc ấy, ông bán hàng cửa hàng hợp tác xã này, bán cái này đây, cơn cái này đây. Trước ông bán cái gì? Ông bán hàng ấy, À. bán hàng hợp tác xã ấy. Quả cân này là từ ngày xưa là lâu lắm Ừ, rồi đúng đấy. rồi. À đây buộc cái đuôi này. Bây giờ là chỉ treo để đây thôi hả bà, hay là có cân nữa không? Có cơn chứ, thỉnh Thỉnh thoảng cũng cơn. thỉnh thoảng mới cân à? Ừ, thế treo để đấy. Cân tạ đấy, cái này cân Cơn tạ đấy. tạ. Đấy cái quả cân này. Quả cân trông như quả chuông. Khói nhỉ. Đó, xem xôi của bà xem nào. Ngon chưa? Không phải xôi tím đâu chứ. Không. À, vẫn là gạo. Xem cái này xem nào. Thế là bà đổ nước ở dưới này à? Ừ. Còn đây trên này cái này. Ơ cái này là bà phải đi mua chứ, hay là ông đã ăn? Đi mua. Đi mua. Ta ăn. Ở bên trong nó là cái gỗ đấy đúng không bà? Không phải, Hay hay là cái chỉ gỗ là thì cái nó con khác. cái Cái gỗ nó gỗ khác thì à? họ là lấy toàn gỗ. À thế này cái này là chỉ là Cái cót này thôi thì đúng chỉ lấy gót lại không? À, tan lấy xem cái viền này xem nào. À cái này là chỉ cót thôi. Trời ơi. cái nào gạo nào dạo dạo thì phải nấu cái này, Đấy. nấu cái này mới không nhão. Nấu cái này không nhão. Đấy, bà còn cái chảo là từ ngày đời nào. Chảo này từ ngày xưa lắm rồi này. Thế ví dụ có con cá là bà cho lên đây đúng không? Cho Ừ, nó khi nào khô. sấy. Sấy thịt khô với cá khô đấy. Ừ. Đấy, toàn đồ từ ngày xưa.
Có cái hình ấy không? Ai vẽ được cái hình ấy không? Cháu bà à? Không phải cháu bà. Cháu bé trẻ con vẽ. Con cháu thì ở nhà, ông bà thì ra đây trông ủy ban. Vâng. Thế là trông cái nhà máy nổ này. Thế là ủy ban họ trả cho ông bao tiền tháng mà? 1,2 triệu thôi cháu ơi. 1,2 triệu thôi á? Ừ. Rẻ thế. Rẻ lắm. Năm đầu tiên á, ông bà đi trong 2-3 năm đầu tiên á, thì có 100 thôi đấy. 100.000, 2-3 năm đầu tiên thì chỉ có 100.000. 100.000 thôi đấy, nhưng mà bây giờ cũng về đâu rồi, được 20 năm rồi. À, thế nhưng mà họ có nộp bảo hiểm cho bà, cho ông bà không? Không. Không à? Ừ, không nộp. Có hơn 1 triệu gì ông bà không nhỉ? Nộp. Già rồi không nộp nữa. Vâng. Không, nếu mà có bảo hiểm thì ốm đau bệnh tật thì nó đỡ. Thế không nộp. Ông đan cái này mất mấy ngày hả bà? Một buổi sáng. À, thì ông đan cũng nhanh. Cả đạt trẻ đạt trẻ. Nếu mà được làm không nghỉ thì một buổi sáng thì được. Vừa ăn vừa tranh thủ đàn nọ đàn kia, biết mình một ngày mới xong. Thế là bà nuôi gà ở trong này à? Ừ. Mấy con gà. Mấy con? Ba con. Ba con. Đang ấp hết à? Chỗ này là cái ao để nuôi cá. À, đây có một cái đấy nữa. Ơ thế cái này không, à đây có, đây đây đấy. Cái dây này để buộc vào lưng. Cái này là cũng đồ bắt cá, bắt ốc, bắt hến đấy. Đây mà có cái thùng phi gì này. À, chuối chuối chuối.